số 20 Phan Văn Đức, số 21 Nguyễn Thanh Bình, số 22 Nguyễn Tiến Linh và số 23 Nguyễn Văn Toàn. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam là huấn luyện viên Hàn Quốc ông Park Hang-seo. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Borussia Dortmund tới từ Đức đã bắt đầu. Cơ hội. Trọng Hoàng. Nguy hiểm. Đường cao ngang đầy khó chịu. Cắt ngang qua mặt của thủ thành Alex Meyer rất khó chịu. Rất tiếc là trong pha bóng vừa rồi Trọng Hoàng Quang đã không vào đúng nhịp. Đây là cơ hội cho Borussia Dortmund. Malen dứt điểm. Malen quyết định dứt điểm ở góc hẹp không thành công của Malen. Rất hay. Nico Sun. Cơ hội dứt điểm. Tỷ số là 1-0 cho Borussia Dortmund. Pha phối hợp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả và cũng đầy biến hóa của Borussia Dortmund. Tình huống phối hợp rất hiện đại của Borussia Dortmund. Bóng được xẻ xuống cho Nico Sun trước khi cầu thủ này thực hiện pha tạt bóng. Và số 30 đó là Felix Maslach đã thực hiện đường chuyền trở lại cho Malen. Rất tỉnh táo cầu thủ người Hà Lan dứt điểm tung lưới Văn Toàn. Rất gọn gàng. Xa một cú sút vừa nhẹ mà còn lại quá hiểm. Ở thời điểm hiện tại thì Hà Nội đang có được phong độ tốt nhất, đó chính là Phạm Tuấn Hải. Phạm Tuấn Hải cùng với dàn nội binh chất lượng. Nico Sun chút nữa đã có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Dortmund. Một tình huống can thiệp kịp thời của trung vệ Quế Ngọc Hà đã giúp giải nguy cho khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toàn. Cầu thủ đã bị giật mình và không thể thực hiện cú dứt điểm, đó chính là tiền đạo Brodzinski. Nico Sun, cơ hội đối mặt. Bóng lại chạm chân của Thanh Bình. Chúng ta cùng xem lại cơ hội dành cho Nico Sun. Cũng giống như mà lần trước đó, Nico Sun đã không lựa chọn giải pháp dứt điểm mà quyết định thực hiện đường căng ngang. Thì đó là một cơ hội rõ ràng hơn rất nhiều khi mà góc sút là rộng hơn so với góc sút của Nico Sun. Pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Hồng Duy đã xâm nhập được vào vòng cấm, dứt điểm từ góc hẹp chẳng cứu vào. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng dẫn tới bàn thắng cơ hòa 1-1 của Tiến Linh. Nguyễn Phong Hồng Duy ở góc hẹp nhưng vẫn đưa ra một cú dứt điểm rất quyết đoán. Cú sút với lực rất căng khiến cho thủ thành Alex Meyer phải đỡ bóng ra và bóng đến đúng với tầm băng vào để dứt điểm dễ dàng dành cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Hoàn toàn là một bàn thắng hợp lệ dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đường chuyền tốt cho Tiến Linh, cơ hội dứt điểm. Một pha thoát đi và xử lý bóng rất tốt của trung phong cắm bên phía đội tuyển Việt Nam. Một pha phối hợp hay. Tiến Linh cũng đã có pha di chuyển không bóng, chiếm lĩnh không gian rất tốt và sau đó là một tình huống xử lý xoay người dứt điểm gây bất ngờ cho hàng phòng ngự của Dortmund. Mats Hummels cùng với Nico Sun cũng đã không dám cản phá quyết liệt ở pha bóng này vì sợ sẽ phải nhận một quả penalty. Không dứt điểm. Vẫn là một tình huống phối hợp xuống đáy biên.
cản phá tốt của Văn Thanh. Bóng sau đó đã chạm vào chân cầu thủ Dortmund trôi hết đường biên ngang, đó là số 39. Đó là tình huống đột nhập không thành công của Pasalic. Chúng ta vừa được xem lại nỗ lực dứt điểm ở góc hẹp của trung vệ Papadopoulos, người đã dâng cao tấn công. Giống như khoảng thời gian đầu của hiệp đấu thứ nhất nữa. Văn Toàn rất nhanh đã vượt qua Max Willman. Không đâu! Môn Lotka đã cứu thua cho Borussia Dortmund, tiếp tục là cú dứt điểm của Tiến Linh. Tiến Linh và Văn Toàn đều đã có cơ hội để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Những người chiến thắng trong cả hai cú dứt điểm vừa rồi đều là thủ môn Lotka bên phía Dortmund. Chúng ta xem lại tình huống Văn Toàn đã rất nhanh vượt qua trung vệ lừng danh Max Hummels một cách khá dễ dàng. Như thực lệ, chúng ta vẫn thấy được giá trị của Văn Toàn trong những tình huống bứt tốc. Câu trả lời của Dortmund dứt điểm không vào, cơ hội cứu thua cho khung thành của đội tuyển Việt Nam. Là tình huống Alex Meyer cản phá cú dứt điểm của Tiến Linh. Và vừa rồi là tình huống thủ môn dự bị, một pha xử lý rất đẳng cấp. Cơ hội cho Dortmund, Văn Toàn đã băng ra để cản phá cơ hội của đội khách. Rất nguy hiểm. Bóng đã chạm vào một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đổi hướng, đi sát với cột dọc khung thành của thủ môn Văn Toàn. Người mặc áo trắng ở chính giữa vừa rồi đó chính là vợ của Hà Đức Chinh. Này thì vợ của anh đã có mặt ở trên khán đài để cổ vũ cho chồng và các đồng nghiệp. Tuấn Anh. Văn Thanh đã ngã trong bóng cấm của Borussia Dortmund và trọng tài đã chỉ tay vào cấm phạt đền. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước ở khoảng thời gian cuối trận. Rất có thể bàn thắng này sẽ rất quan trọng, cũng có thể nó sẽ mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Thời gian của trận đấu không còn nhiều. Thực sự là nếu như tận dụng thành công quả 11m này thì cơ hội giành chiến thắng là rất lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng rất nhanh của Vũ Văn Thành và người phạm lỗi của anh đó là trung vệ người Pháp Koulibaly, Soumaila Koulibaly đã phạm lỗi. Trọng tài không ngần ngại. Và bây giờ trận đấu đã được tiếp tục trở lại, cơ hội để đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 2-1. Cơ hội được trao cho tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Tuấn Hải sẽ đối mặt với thủ thành Marcel Lotka. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng thì chắc chắn là hiệp 2 sẽ được đá bù. Tuấn Hải rất chính xác, tỷ số là 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Bóng thủ số 10 Phạm Tuấn Hải. Thủ thành Max Hummels cản phá tỷ số là 2-1 và thắng rất quan trọng đến ở những phút cuối của trận đấu này. Thực sự thì đó là một cú đá phạt penalty rất là đáng chú ý, một cú đập lòng và hốc cao, và ngay cả thủ thành Max Hummels nếu như đoán đúng hướng cũng sẽ không thể chạm tay vào bóng. Đội tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn trước ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, và chúng ta hãy cùng xem lại quả đập lòng rất đẳng cấp của Phạm Tuấn Hải. Tuấn Hải đã lựa chọn một góc sút quá khó và mạo hiểm, bởi chỉ cần kiểm soát lực thừa một chút thôi, chỉ cần đặt trọng tâm của chân thấp một chút thôi thì bóng sẽ đi vào xà. Nhưng vừa rồi thì Phạm Tuấn Hải đã lanh lùng để thực hiện thành công và giúp cho đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng